và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Thu Thủy chính thức xác nhận đang mang thai con thứ hai ở tháng thứ 5, còn đăng ảnh rõ ràng vóc dáng hiện tại. Đông đảo khán giả liên tục gửi lời chúc mừng tới Thu Thủy. Đồn đoán mang thai con gái tháng thứ 5 của Thu Thủy đã râm ran trong Vbiz suốt vài ngày qua. Cho tới mới đây, cô chính thức lên tiếng xác nhận về thông tin này trên trang cá nhân. Người đẹp đăng tải bức ảnh gia đình hạnh phúc để lộ bụng bầu lớn thấy rõ kèm lời cảm ơn. Cụ thể, Thu Thủy viết, xin chân thành cảm ơn tình cảm mà mọi người vẫn luôn dành cho gia đình nhỏ nha. Thực ra Thủy chưa muốn công bố với mọi người vì muốn cho con khỏe mạnh, cứng cáp hơn rồi mới thông báo cho mọi người chia vui cùng gia đình Thủy. Cảm ơn đã mang con đến với ba mẹ. Mẹ và ba mong con thật khỏe mạnh. Anh hai Henry cũng mong em nè, ngày nào cũng ôm bụng mẹ để nói chuyện với em hết. Cầu nguyện cho thiên thần của ba mẹ bình an vô sự con nha, con yêu. Ngay sau khi đăng tải, nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được không ngớt những lời chúc mừng và hỏi thăm từ bạn bè nghệ sĩ đông đảo khán giả. Gần một năm đám cưới ngọt ngào, cuộc sống hôn nhân của Thu Thủy và chồng trẻ trở nên kín tiếng. Hồi tháng 8/2019, ồn ào chồng trẻ Thu Thủy bị nghi cấu tay con trai riêng của cô, khiến dân tình xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, thay lời nói bằng hành động, Thu Thủy kiên nguyện luôn chứng minh tình cảm sự yêu thương đặc biệt dành cho bé Henry trong suốt quãng thời gian vừa qua. Trước đó, Kim Nguyễn cũng vô tình để lộ thông tin Thu Thủy đang mang thai con thứ hai khi trả lời bình luận nữ ca sĩ trên mạng xã hội. Một nguồn tin thân cận đã xác nhận việc ca sĩ Thu Thủy đang mang thai con gái ở tháng thứ 5. Chúc mừng gia đình Thu Thủy và Kim Nguyễn nhé!